Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Thì đây thì đang xuất hiện trên con đường Thanh Niên, và hiện tại sắp tới thì sẽ rẽ qua đường Ngô Mai nha. Đây thì đi hướng Hồ Vĩnh Thủ. Đấy thì tiếp Quy Nhơn mới vừa xong. Là ướt quá trời quá đất luôn. Hiện tại là vẫn đang còn mưa bay bay. Tranh thủ đi dọc các con phố để mọi người có thể là sống hòa mình vào cái không khí sau cơn mưa ở Quy Nhơn. Đã. Thì mà để cho cái video này nó đỡ chán đi, chúng ta nói chuyện vài chuyện ấy, vài chuyện liên quan đến tình hình Gò Đẻo hiện tại đi. Đấy. Thì đặc biệt là không có kênh online nha. Đó, sau cái đại dịch này và cái ảnh hưởng của một chút vài suy thoái kinh tế thì dẫn đến là các cái công việc giảm đi rất là nhiều và người thất nghiệp cũng tăng, đồng nghĩa với việc là áp lực tài chính của nhiều gia đình thì nó đang trở nên rất là cao, nên là đặc biệt là các cái gia đình mà có mẹ bỉm sữa hoặc là vợ nội trợ ở nhà, nên cái mong muốn là vừa có thể chăm con, vừa có thể lo việc gia đình, vừa có thể kiếm tiền, đó, dần dần cực kỳ cấp thiết luôn. Thì dựa vào cái niềm mong mỏi và cái sự ít tiếp cận thông tin của các phụ nữ nội trợ hoặc là mẹ bỉm sữa ở nhà, thì các đối tượng sẽ xây dựng lên hàng loạt các cái mô hình lừa đảo. Đấy. Chúng ta đang nói đến những cái mô hình lừa đảo online qua mạng nha. Thì có làm một cái video về việc lừa đảo trên cái nhóm Telegram rồi. Đó. Thì chính bản thân mình cũng trải nghiệm rồi. Đấy. Thì hôm nay lên VTV này cũng có rất là nhiều cái video về lừa đảo loại này. Khi mà các chị em được tiếp cận về cái số điện thoại lạ này, là hướng dẫn là kết bạn Zalo, sau đó là từ Zalo mọi người sẽ hướng dẫn qua thành lập các cái nick Telegram, đấy, cài đặt tham gia vào mạng xã hội Telegram và tham gia các hội nhóm làm theo hướng dẫn. Thì mô típ ban đầu thì lúc nào cũng vậy, họ sẽ cho bạn kiếm tiền rất là dễ dàng. Như bản thân thì hồi đầu tiên tham gia một cái nhóm vào chuyên về, tức là nói rằng là bạn kéo tên OA của Zalo đó, thì mỗi lần kích thì bạn được 15.000, hoàn thành 14 lượt kích trong một ngày thì bạn được 400 mấy á, tính cả thưởng đồ các kiểu là còn 400 mấy, 500 nghìn luôn. Đấy, như bản thân thi thì ngày đầu tiên là làm được 5 cái thôi là mình được khoảng 100 mấy, 104. Ngày thứ hai thì trong các mình được làm tới 20 nhiệm vụ, thì ở các cái nhiệm vụ thứ 4, nhiệm vụ thứ 10, nhiệm vụ thứ 14 thì sẽ có các cái game mà cái bên tổ chức họ sẽ đưa ra. Cái game này thì nó thực ra là nó rất là vô bổ. Mình sẽ thành lập một cái tài khoản trên cái hệ thống của họ và thực hiện cái giao dịch theo họ hướng dẫn, mà nó chả có cái mục đích gì. Như bản thân thì có tìm hiểu rồi, chả có mục đích gì, nhưng mà nó lại trả lợi tức cho mình rất là cao. Bạn bỏ ra 100.000 thì bạn có thể thu về 140 luôn, lãi suất là 40% đó. Đấy. Tuy nhiên thì ở các cái game này thường thường nó sẽ có ba cái mức nha, ba cái mức để mà mọi người khi tham gia thì nó sẽ có cái thủ thuật để rút tiền. Đấy, tất nhiên là nó sẽ có liên đơn 1, liên đơn 2, liên đơn 3. Thì nếu ngày đầu tiên bạn làm, ngày thứ hai bạn làm thì chúng ta chỉ sẽ nhận được là liên đơn 1 thôi. Đấy, có lẽ chúng ta làm 100.000 xong lấy 104 trong vòng 15 phút, 200.000, 500.000 mình lấy lại số tiền tương ứng trong vòng 15 phút rồi. Đấy, tuy nhiên đến ngày thứ 3 nha, thứ 3 tính cả ngày đầu tiên bạn làm, nếu mà bạn vào cùng đúng cái liên đơn đó 500.000 bên, nhưng mà lương đơn thứ hai của bạn là lên đến 3 triệu, liên đơn thứ ba của bạn có thể là lên đến 10 triệu. Đấy, đó là cho dù họ có chuyển cho bạn sau ba cái liên đơn này đi, thì cái liên đơn tiếp theo mà bạn tham gia phía sau
thì nó sẽ không còn ở mức 500.000, 800.000, 700.000 nữa, mà là từ 1 triệu. Lý đơn thứ hai là 5 triệu, lý đơn thứ ba có thể lên đến 30 triệu. Vì nếu mà bạn không, bây giờ mình đang ở một cái trường hợp đó là khi mà bạn đã chuyển được cái hai cái liên đơn ban đầu rồi đó, không tính cái phần tiền chúng ta kiếm được trước đó nha, thì khi mà đối phương bảo bạn chuyển tiền tiếp đó, thì bạn không chuyển thì mất tiền, mà chuyển rồi mà đối phương cắt liên lạc thì bạn cũng không có tiền. Đấy, nó rất là đánh vào cái sợ mắc cửa của mình. Và ở lúc này thì nó sẽ có cái đội rung chim mồi. Đấy, sẽ có rất là nhiều người trong group nhắn tin với bạn, ha, mình làm bên đó lâu rồi, làm bên đó mình mua được chiếc quen ta rồi, làm bên đó mình mua được cái điện thoại mới rồi, và mình làm được 1 tháng rồi các bạn, 2 tháng rồi các bạn, làm rất là ok. Đó, đã là đội chim mồi á, họ nói rất là tuyệt vời cho các bạn luôn. Mình chơi báo một ngày hai, nhưng mà cứ mỗi lần mình tham gia một group á, thì sẽ có đội quân chim mồi này vào liền đó, là mình biết ngay đó. Vào họ trò chuyện với mình thì mình trò chuyện với họ để mình nắm thêm tình hình vậy thôi, thì mình biết họ chim mồi rồi. Đấy, nên là khi tới đó rồi mình chuyển tiền vào thì khả năng mình mất tiền rất là cao, tại vì có hai cái rủi ro. Một là liên đơn tiếp theo chúng ta không có đủ tiền mặt để nộp vào liền, cho dù họ có chi trả trực tiếp ở đơn hàng sau, nhưng mà đối với đối tượng lừa đảo thì khi nó lên quá lớn rồi thì nó sẽ cắt. Điểm thứ hai thì là nếu chúng ta chuyển tiền vào thì rủi ro mất tiền nó càng thực tế hơn nữa, tại vì họ xóa đi cái tài khoản Instagram, xong họ xóa luôn cái Zalo hay số điện thoại các bạn, hướng dẫn các bạn không tin. Khi mà các bạn tham gia nhóm rồi trong vòng 5 ngày, các bạn kiểm tra lại cái số Zalo này đã mời các bạn còn nữa thì đúng thi. Đó là cái mô tiếp của họ họ làm. Và không chỉ riêng về cái nhóm là họ tiếp cận thi về Zalo A nha, có về kích về check in địa điểm này, như là một tour guide check in địa điểm cũng qua 15k nè, nhưng mà tương tự thì nó sẽ có các game và nó lấy tiền trước của mình nè. Đấy, thứ hai là về đánh giá sản phẩm trên anh điện máy xanh nè, đánh giá sản phẩm thế giới di động nè. Đó, họ tức là những cái tổ chức này nó đánh là những công việc rất là dễ dàng. Và chúng ta vẫn đánh giá thực, chỉ có họ vẫn lưu lại ghi nhận trả tiền cho chúng ta thực. Họ chỉ lừa đảo ở cái thời điểm khi mà chúng ta bắt đầu vào tiền để hám lợi thôi. Đó, đó là cái thời điểm mà họ sẽ bỏ chúng ta thôi. Các bạn nên, các bạn nội trợ, các bạn phụ nữ nên xem nhiều trên kênh TTV kỹ thuật số nha mọi người, trên TikTok hay là trên YouTube đều có. Để chúng ta có thể làm quen được với các cái hình thức lừa đảo mà tránh bị mất tiền hơn. Đó, tiền ở nhà đã không có cho con cái rồi mà còn bị lừa đảo nữa thì rất là đáng tiếc. Ok, thì xin dừng video ở đây nha. Hy vọng rằng video sẽ giúp ích được nhiều người.